Ra cho em xin phép lần đầu tiên xin chúc sức khỏe tất cả các anh chị, xin chúc tất cả mọi người năm mới luôn chuẩn bị sắp lăng xa năm mới, chúc sức khỏe tất cả mọi người, chúc mọi người luôn mạnh khỏe và luôn an lành ạ. Xin mời tất cả mọi người cùng nghe ca khúc Chiều Cuối Tuần ạ. Anh ơi tôi lên đường phố tìm anh chiều hẹn hò cho nhau niềm vui cuối tuần vì hơn mấy lần hoặc anh trời tình đồ nghe sao riêng bước cô đơn ai quên ai ghi bàn tay cho đắm trong lòng tay rồi anh chuyện hai chúng mình mộng xưa khó biết biết nhau chiều hôm nay xin nhớ mãi về sau ghi vào đời bao một người đôi lúc chắc mơ dày vua lối ngõ tầm tư bâng khuâng nghe chiều biển đi theo quất lèo người đi khi tôi đưa chân người tôi mến tạm giá biển kinh thành mong sao đừng quên mỗi lần chiều qua cuối tuần có tôi đợi trông em khi phố cũ vừa lên đèn sau đây bài hát Chiều Cuối Tuần một sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương được sáng tác năm 1973. Ai quên ai ghi bàn tay chót lầm trong lòng tay rồi anh ơi chuyện hai chúng mình mộng xưa khó thành biết biết nhau chiều hôm nay xin nhớ mãi về sau đời hình bóng một người đôi lúc chân mơ dày vua lối ngõ tâm tư bâng khuâng nghe chiều biển đi theo quất lèo người đi khi tôi đưa chân người tôi mến tạm giá biển kinh thành chiều qua cuối tuần có tôi đợi trông anh khi phố cũ vừa lên đèn có tôi đợi trông anh khi phố cũ vừa lên đèn cảm ơn chị đào bạch hà.